Vì sao người xưa nói ba lượng vàng, bốn lượng phúc, ngũ phúc lâm môn, những điều này có ý nghĩa gì? Thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu tam lượng vàng tứ lượng phúc, có nghĩa là ba lượng vàng thì phải có bốn lượng phúc mới có thể gánh vác mang theo được. Mỗi người chúng ta đến với thế gian đều có phúc phận khác nhau, ngoại hình khác nhau, giàu nghèo sướng khổ khác nhau và tuổi thọ khác nhau. Đây là sự khác biệt của nghiệp, cho nên nghiệp ác xấu thiện lành của nhân sinh then chốt vẫn là phúc. Đức Phật uy nghiêm vạn đức, phúc trí vô biển. Phàm nhân chúng ta không đủ phúc như Ngài. Nếu chúng ta muốn được gia tăng phúc đức, chẳng còn cách nào khác là tích tu phúc đức và trân trọng quý tiếc phúc. Trân quý phúc lành là điều vô cùng quan trọng. Vậy phải ứng xử như thế nào để có thể quý trọng phúc đức? Chúng ta không chỉ biết quý trọng tài vật của mình, mà còn phải quý trọng tài vật của người khác. Ví như, khi người khác mở tiệc chiêu đãi bạn bè khách quý, mặc dầu tiền tài là của họ chi trả, nhưng tiêu hao chính là phúc của bạn, không phải phúc của người khác. Nếu bạn được mời dự một buổi tiệc chiêu đãi, điều đó chứng tỏ bạn có vận may. Không có phúc, người khác sẽ không mời bạn, vì vậy bạn nên trân trọng. Một ví dụ khác là việc sử dụng điện nước trong văn phòng. Mặc dù bạn không phải chi trả những chi phí này, nhưng bạn vẫn phải có ý thức tiết kiệm tài nguyên này cho công ty, văn phòng. Vẫn biết bạn không phải tự mình trả tiền, nhưng cũng không được lãng phí. Một khi lãng phí chính là lãng phí phúc đức của chính mình. Lão Tử cũng bàn rằng, ngã hữu tam bảo, trì nhi bảo trì. Nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiền. Có nghĩa là, ta có ba báu vật, ta hết sức nắm giữ. Một là từ, hai là kiệm, ba là không coi mình hơn người. Bậc trí giả vì khoan từ nên mới hùng dũng, vì cần kiệm nên mới rộng rãi, vì không dám đứng trước người nên mới được hiển dương. Phúc sinh ra bởi kiệm, cho nên quý trọng phúc lành cho người khác thực tế là quý trọng phúc lành cho chính mình. Hãy ghi nhớ, gia đình thịnh vượng ắt có phúc lành. Phúc là nền tảng, không có nền tảng này thì tu cái gì cũng khó, bởi vì sẽ có nghiệp chướng tích tụ trong nhiều đời cản trở nhân sinh để cao tu luyện. Của cải của mỗi người nên được quản lý bằng phúc lành của người đó. Khi phúc báo của một người ngày càng ít đi, người đó sẽ không thể kiểm soát được tài sản của mình nữa, và một số điều sẽ xảy ra, chẳng hạn như thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, tai họa do con người tạo ra, như bị mất trộm, lừa đảo, vân vân. Vì vậy, nếu phúc ít và nghiệp xấu tích quá nhiều, không thể kìm nén được của cải thì phúc sẽ tự nhiên mất đi. Đây gần như là một quy luật của vũ trụ. Cổ nhân nói, đức bất phối vị, tất hữu tài ương. Ý nói một người có địa vị xã hội và đãi ngộ phải tương xứng với đức hạnh, phúc báo của bản thân. Nếu một người làm việc vi phạm quy luật này thì sẽ gặp báo ứng. Câu châm ngôn này muốn khuyên răn mọi người phải lấy các giá trị phổ quát làm đầu, phải làm người trước, làm việc sau. Giữa người với người, giữa con người với xã hội phải có chính nghĩa. Giữa con cái với cha mẹ phải có hiếu. Giữa vợ chồng phải có ân tình. Giữa người lớn, người bé phải có thứ tự quy củ. Giữa bạn bè phải có sự thành tín. Hết thảy, mọi thứ, tài phú của cải, trí tuệ của chúng ta, cổ nhân gọi chung đó là vật, mà hậu đức tại vật. Một người phải có phúc lớn, đức dày mới có thể nâng đỡ được vật. Khi một người được ban phúc, không có lý do gì để đói khổ. Dù thế nào đi nữa, người đó đi đâu cũng có cơm nò áo mặc, ngay cả trong thời kỳ gian khó nhất. Tất cả là do thần Phật đang dõi theo người có công đức lớn. Chỉ có kẻ làm ác mới bắt đầu chịu quả báo ác vì chính nghiệp lực của mình là khuyết thiếu phúc đức. Cổ nhân cũng giảng, tài sản nhỏ phụ thuộc vào sự chăm chỉ và tài sản lớn phụ thuộc vào phước lành. Nhưng dù phước ít hay nhiều, bạn cũng phải trân trọng. Nếu bạn không trân trọng phúc, cũng giống như vựa lúa của thế gian, một ngày nào đó sẽ luôn bị ăn sạch. Hai phẩm chất cốt lõi làm nên giá trị của con người đó là phúc đức và trí tuệ. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu thành ngữ ngũ phúc lâm môn và làm sao để có được điều này. Phúc lộc thọ giàu có, may mắn là điều mà ai ai trong cuộc sống cũng mong cầu có được. Câu nói ngũ phúc lâm môn tức là năm loại phúc lớn đến cửa nhà đã được ghi chép từ thời Tần Hán và truyền tụng cho đến ngày nay. Đại đa số các gia đình nào cũng biết. Nhưng nếu bạn thực sự muốn hỏi ngũ phúc lâm môn là gì, nó đề cập đến điều gì, có ý nghĩa như thế nào, điều này có thể làm cho nhiều người cảm thấy lúng túng.
Để hiểu nguồn gốc cũng như ý nghĩa của câu nói này, Trình Đá Quý Tân Phúc Khánh xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Ngũ phúc có nguồn gốc được viết trong Thư Kinh Hồng Phạm, nói về năm loại phúc báu của nhân sinh, đó là: thứ nhất là trường thọ, tức là sống lâu; thứ hai là phú quý, tức giàu sang; thứ ba là khang ninh, tức khỏe mạnh bình an; thứ tư là hảo đức, tức là đức hạnh tốt; và thứ năm là thiện trung, có một cái kết cuộc đời tốt đẹp. Điều này thực chất là ám chỉ về cuối đời khi lâm chung không bị bệnh tật ốm đau, ra đi trong an lành, đó là một điều phúc. Tuy nhiên cũng có nhiều lời truyền miệng cho rằng sau thời Đông Hán, có lẽ vì kiêng kỵ nhắc đến cái chết cho nên thiện trung đã được phát triển theo cách nói khác, đó là đa tử, tức là đông con, đồng cháu. Trường thọ, trường mệnh bách tuế. Trường thọ là chỉ sinh mệnh không bị chết điểu, chết trẻ, hơn nữa còn may mắn sống thọ cao tuổi. Vào thời cổ đại, điều kiện y tế, vệ sinh môi trường, ăn uống hạn chế, dẫn đến trẻ nhỏ dễ bị mắc bệnh chết yểu, chết trẻ, còn người ta khó sống lâu. Vì vậy các vị vua chúa hoàng đế cổ đại thường tìm mọi cách để theo đuổi trường sinh bất lão. Người dân cũng thường lập bàn thờ tổ tiên tại nhà, ngày đêm cầu nguyện cho những người lớn tuổi trong gia đình được mạnh khỏe, sống lâu, cùng gia đình sẻ chia hạnh phúc. Một người có cuộc sống trường thọ có thể nói là một phước lành được thiên thượng ban tặng, cho nên sống lâu trường mệnh là một điều đại phúc đối với mỗi người. Thứ hai là phú quý, tiền tài sung túc, danh vọng vẻ vang. Phú quý là chỉ sự giàu sang, tiền tài, danh vọng, địa vị cao trong xã hội. Dù là thời cổ đại hay hiện đại thì một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ nhất định phải có một nền tảng kinh tế, chí ít là phải ổn định. Một người nếu có cả hai điều giàu sang và quyền quý thì chất lượng cuộc sống của người đó vượt xa người thường. Đó là đại phúc thứ hai của đời người. Thứ ba là khang ninh, mỹ ý duyên niên, an giật ninh tịnh. Khang ninh là chỉ thân thể khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, hơn nữa còn có tâm linh an bình, yên vui. Từ xưa đến nay, ai cũng vậy, đều mong mình được khỏe mạnh, không bệnh tật, ốm đau. Bất kể là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, tác hại đối với cơ thể con người là vô hình. Có rất nhiều người vì theo đuổi danh lợi để thành tựu sự nghiệp, ngày đêm sống phóng đãng, cuối cùng có thể đạt được danh lợi, quyền quý, nhưng cũng vì thế mà cơ thể suy nhược, ốm yếu. Quả thực điều này có đáng chăng? Sức khỏe không chỉ là sức mạnh về thể chất mà còn là sức khỏe về tinh thần. Một vấn đề phổ biến rõ ràng của những người hiện đại là rất nóng nảy, không thể tĩnh tâm, không ngừng tranh đấu, bận rộn với công việc và luôn cảm thấy tôi không vui hoặc tôi thật bất hạnh. Trong Tâm An Ngâm của tác giả Thiệu Ung, văn sĩ nổi tiếng thời nhà Tống có viết: trong tâm mà an tĩnh thì thân sẽ tự an. Trong tâm mà an tĩnh thì thân sẽ tự nhiên an tĩnh. Khi thân an tĩnh rồi thì thấy phòng ốc cũng tự nhiên rộng rãi hơn. Khi nội tâm và thân thể đều an tĩnh thì có điều gì làm cho phiền não được. Một thân thể nhỏ chỉ cần tâm an thì sẽ cao lớn vững chắc như núi Thái Sơn vậy. Một phòng ốc nhỏ chỉ cần tâm rộng nó sẽ trải dài như trời đất vậy. Cho nên thân tâm an tịnh khỏe mạnh là đại phúc thứ ba của đời người. Thứ tư là hảo đức, sinh tính nhân đức, nhất phiến bằng tâm. Hảo đức là phẩm hạnh, đạo đức tốt đẹp, là tính cách nhân từ lương thiện, hơn nữa còn khoan dung độ lượng, một tấm lòng thanh cao, trong sạch. Đức hạnh là nền tảng và nguồn gốc của mọi phúc lành. Đức hạnh đã đưa vào ngũ phúc từ thời cổ đại, điều này rất có ý nghĩa. Nếu một người có đức hạnh, người đó có thể nuôi dưỡng các loại phúc khác và làm cho mọi người xung quanh có nhiều phước lành hơn. Con người một lòng theo đuổi đạo đức, bất kể là vì mình, vì người khác hay vì toàn xã hội, đều có ý nghĩa nhân từ rất quan trọng. Trước hết, bạn sẽ được khẳng định bản thân, ít nhất là khẳng định mình là người tử tế. Thứ hai, bạn sẽ được người khác công nhận và tôn trọng. Cổ nhân vô cùng coi trọng việc tu dưỡng đạo đức, coi việc tu dưỡng đạo đức quan trọng hơn tài năng. Chỉ có tu dưỡng đạo đức tốt mới đảm bảo căn bản cho sự thành công. Một người có được sự thông minh, bản sự nhưng không có đạo đức tốt đẹp thì chỉ có thể thu được những lợi ích ngắn ngủi, tạm thời mà không thể lâu dài. Thông minh, bản sự, tài trí của một người chỉ có thể làm phụ trợ cho đức hạnh. Và thứ năm là thiện trung, thọ trung chính tẩm, vũ hóa đăng tiền. Thiện trung
ý nói là sự ra đi của một người khỏi trần thế trong an lành. Người có phúc thiện chung thì những năm tháng cuối đời không gặp phải tai họa bất ngờ, thân thể không bị ốm đau hành hạ. Trong nội tâm người ấy cũng không lo lắng hay phiền não, mà an tường tự tại, rời khỏi nhân gian. Chết an lành, không lo âu, không bệnh tật cũng là một điều may mắn hiếm có. Đây không chỉ là hy vọng của một người khi lâm chung, mà còn là hy vọng của con cháu rằng những người già trong gia đình họ sẽ không phải chịu quá nhiều đau đớn khi họ qua đời. Nếu gặp phải tai họa bất ngờ hoặc mắc bệnh mãn tính, điều này rất mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Nếu một người có một cái kết tốt đẹp, thiện chung, tức đó là một cái chết an lành, nhẹ nhàng, không có đau đớn khổ sở, linh hồn sớm được siêu thoát như loài chim, loài hạc, biến thành thần tiên ở miền cực lạc, đó chắc chắn là phúc báu được trời ban tặng. Vậy thì làm sao để chúng ta có được ngũ phúc? Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều mong muốn được sống lâu, sống thọ vui vầy bên người thân gia đình. Hẳn là ai cũng đều hy vọng có vinh hoa phú quý, có cuộc sống sung túc, tối thiểu là được ăn no mặc ấm, trong tay không thiếu thốn túng quẫn. Đồng thời chúng ta cũng mong muốn có một thân thể khỏe mạnh, thể xác và tinh thần cả đời được bình an, sau trăm tuổi có thể nhẹ nhàng rời đi, khi chết rồi cũng không bị đẩy xuống nơi địa ngục. Những điều này cũng chính là điều mà con người cả đời khổ sở theo đuổi. Năm loại phúc này hợp lại thì cấu thành nên một cuộc đời mỹ mãn, tròn đầy. Nhưng trong cuộc đời lại có rất nhiều cảnh ngộ. Có người sống thọ nhưng nghèo khổ, bần tiện thành ra phiền não. Có người lại giàu sang nhưng mệnh yểu hay sức khỏe không tốt. Cũng có người nghèo khổ nhưng lại được thiện chung. Có người giàu có nhưng lại vô cùng lao tâm khổ tứ, vân vân. Vậy để có được ngũ phúc, chúng ta phải chú trọng đến điều gì? Kỳ thực trong ngũ phúc thì hảo đức là loại phúc quan trọng nhất, bởi vì đức là ngọn nguồn của cuộc đời hạnh phúc. Hảo đức là gốc rễ của hạnh phúc và vui sướng, khoái hoạt. Từ hảo đức mà có thể bồi dưỡng ra bốn loại phúc còn lại. Một người nếu không có hảo đức thì sẽ không có bốn phúc còn lại, hay cho dù có một chút thì cũng không thể được lâu dài. Cho nên trong suốt cuộc đời, mỗi người phải chú trọng bồi dưỡng phẩm hạnh đạo đức và hành vi tốt đẹp. Người có đạo đức tốt đẹp thì trong sâu thẳm tâm hồn không có sầu lo uẩn khúc, như thế họ mới sống được an lành, mỹ mãn. Giống như người xưa giảng rằng, không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Cổ nhân dạy rằng, đức gồm có 8 phương diện, bao gồm hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. 8 chữ này được gọi chung là bát đức, hay còn gọi là bát đán, cũng là tiêu chuẩn của con người. Trong luật ngữ Khổng Tử viết, hảo đức thể hiện ra hành vi bao gồm 5 phương diện: ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm và nhường nhịn. Phúc đức cũng góp phần làm cho con người sống đầy đủ hạnh phúc, thiếu phúc đức sẽ nghèo khổ bần hàn. Cho nên con người muốn sống an vui hạnh phúc đầy đủ cần tu tạo phúc đức. Muốn vun bồi phúc đức thì phải hiểu phúc từ đâu sinh ra. Phúc sinh ra do phát tâm tu hạnh bố thí, cứu giúp bá tánh nghèo khổ. Phúc sinh ra do hành trì giới pháp tu tập 10 điều thiện, tức không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói ác khẩu, không nói lời thêu dệt, không tham lam, không sân hận, không si mê tà kiến. Phúc sinh ra do sự chuyên tâm niệm Phật, nghe pháp. Phúc sinh do biết hạ mình khiêm tốn, khảm nhẫn. Phúc sinh do siêng năng tinh tấn làm các việc phúc thiện. Phúc sinh do sự tùy hỷ phúc báu của người khác. Phúc sinh do khuyên người khác tu phúc, hay tùy hỷ khi thấy hoặc biết người khác làm phúc. Phúc sinh nhờ tam bảo dung hỷ xả không chấp. Phúc sinh nhờ sự tín tâm khuyên người khác vào đạo nghe Phật pháp. Phúc sinh do có tri kiến chân chính, cung kính tam bảo, nói, làm, theo lời Phật dạy. Phúc sinh nhờ biết sám hối, sửa đổi, lỗi lầm. Phúc sinh nhờ hàng ngày thường xuyên, kiên trì tụng đọc kinh điển Phật dạy. Vun cây phúc, bồi gốc trí, phúc trí tăng trưởng, phúc lạc đủ đầy, cần lắm thay. Nếu một người không gìn giữ tích đức tích phúc mà khởi tâm làm ác, thì phúc đức dù có bao nhiêu cũng sẽ cạn. Vì vậy, là con người sống trên đời, chúng ta phải hành thiện tích đức và trân quý gìn giữ phúc báu của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta từng phát hiện thấy rằng, người có đạo đức tốt đẹp, lương thiện thì hay gặp được những việc tốt đẹp mà trong tâm họ không ngờ tới. Đôi khi họ còn có thể gặp họa lại hóa thành may mắn, việc xấu hóa thành tốt. Đồng thời, cả đời họ còn nhiều phúc báo,
vĩnh viễn không bần cùng và thiếu thốn. Đây chính là bởi vì người hảo đức vốn là người có phúc phận, cũng chính là người có ngũ phúc. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.